to see you again on Học Thuộc Khoa.vn, and today we are going to explore Unit 7, Traffic. Xin chào tất cả các em, cô Thu rất là vui được gặp lại các bạn ở trên trang Học Thuộc Khoa.vn và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài 7 của chúng ta về giao thông. Okay, so in the first part of our lesson today, we are going to have a getting started part, and in this part, I'm going to have a conversation between two students, Mai and Wang, who are spending their Monday in the playground at their school. Như vậy, trong phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một đoạn hội thoại ngắn giữa hai bạn, đấy là bạn Mai và bạn Wang, và hai bạn này thì bây giờ đang ở cái khu vui chơi ở trường của các bạn ấy. Và bây giờ cô mời các bạn cùng lắng nghe đoạn hội thoại này nhé. Okay, so let's listen to the conversation first. Unit 7, Traffic. Unit 7, page 6. Getting started. Activity 1. Listen and read. Hi Wan, how are you? Hi Mai, I'm okay, thanks. How about you? What did you do yesterday? I'm good. Yesterday morning, I stayed at home and played with my brother. In the afternoon, I cycled round the lake near my home. Oh, good. That sounds really healthy. By the way, how do you come to school? My dad usually drives me to school. I used to go on foot when I was in primary school, but the new school's too far to walk now. How far is it from your house to here? It's about 2 kilometers. How long does it take you? About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer. Do you come by car every day? Yes, except when my dad is busy. Then I come by bike. I see. Hey Mai, how about going cycling round the lake on Saturday? Great idea. Can you come to my house at 3 p.m.? Okay Mai, I can't wait. See you then. Okay, so you have just listened to the conversation between Mai and Wang, and now let's check your understanding, okay? Như vậy, chúng ta vừa mới lắng nghe đoạn hội thoại, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trong đoạn hội thoại đấy có gì nhá. Let's check it out. Monday in the playground. À, như vậy, tên của đoạn hội thoại này sẽ là gì đấy? À, một buổi, một ngày thứ hai ở khu vui chơi, đúng không? Ở sân chơi. Hi Wang, how are you? Chào Wang, à, cậu khỏe chứ? Hi Mai, I'm okay, thanks. How about you? What did you do yesterday? Okay, như vậy, đây là một cái phần chào hỏi thông thường đúng không ạ? Cậu khỏe chứ? Ừ, chào Mai, tớ khỏe, tớ ổn, cảm ơn cậu. Còn cậu thì như thế nào? Cậu đã làm gì vào ngày hôm qua? Chúng ta đã được học về thì quá khứ đơn ở những cái buổi học trước và chúng ta thấy đây chính là thì quá khứ đơn của chúng ta đúng không ạ? Cậu đã làm gì vào ngày hôm qua? I'm good. Yesterday morning, I stayed at home and played with my brother. In the afternoon, I cycled around the lake near my home. Tớ ổn. Vào sáng ngày hôm qua thì chúng ta có cụm stayed at home, có nghĩa là ở nhà các bạn nhé. Tớ ở nhà và chơi với em trai tớ. Còn vào buổi chiều thì tớ đạp xe, chúng ta có từ cycle. Cycle chính là từ đạp xe đạp, đó là một động từ các bạn nhé. Như vậy, vào chiều ngày hôm qua tớ đạp xe xung quanh cái hồ gần nhà tớ. Okay, good. That sounds really healthy. By the way, how do you come to school? À, như vậy. Ồ, tốt quá. Có vẻ nghe rất là lành mạnh nhỉ? Chúng ta có từ healthy. Healthy ở đây là một tính từ và nghĩa của nó là lành mạnh hay là tốt cho sức khỏe. Đấy, nghe có vẻ lành mạnh nhỉ? Và đây chúng ta còn có một cái cụm mà các bạn sẽ thường thấy nó ở trong các cái đoạn hội thoại. Đấy là từ by the way. À, by the way, chúng ta sẽ dùng nó trong trường hợp nào? Vậy chúng ta cùng phân tích cái câu này trước vậy nhé. À, tốt quá, nghe có vẻ rất là lành mạnh. À, tiện thể đây thì tớ hỏi là cậu đến trường bằng cách nào? Đấy, như vậy các bạn nhìn thấy này, đằng trước cái câu healthy này thì nó đang là một cái câu mà bạn ấy trả lời lại cho cái phần đằng trước mà chúng ta vừa mới hỏi đáp nhau ở trên này. Còn sau cái câu by the way thì chúng ta lại chuyển sang một cái nội dung khác và cái nội dung này nó hoàn toàn không liên quan gì đến cái phần hội thoại ở đằng trước đó. Do vậy, cái từ by the way này thì các bạn hãy nhớ cho cô rằng chúng ta sẽ dùng trong trường hợp đấy là gì đấy ạ? À, khi mà các bạn muốn thêm vào một câu hỏi hay là một câu bình luận mà cái câu này nó không hề liên quan gì đến cái phần hội thoại đằng trước mình vừa mới nói. Và nghĩa của cái từ by the way này, cái cụm by the way này, nghĩa của nó sẽ là gì đấy ạ? À, là tiện thể cho tôi hỏi hoặc tiện thể tôi cho rằng như thế nào đấy các bạn nhé. Ok, như vậy, ồ, nghe thật là
lành mạnh. Tiện thể thì tớ hỏi là cậu đến trường bằng cách nào vậy? My dad usually drives me to school. I used to go on foot when I was in primary school, but the new school's too far to walk now. Đúng không? À, ở đây chúng ta có một số cụm cô sẽ giới thiệu cho các bạn trước. Đầu tiên chúng ta có cụm go on foot. À, chúng ta có foot là bàn chân của chúng ta. Và go on foot thì các bạn hiểu đấy chính là đi bộ, đúng không ạ? Thứ hai, chúng ta có từ primary school. À, primary school đây chính là gì đây? À, trường cấp 1 của chúng ta các bạn nhá. Ok, như vậy ở đây câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, bố tớ thường lái xe đưa tớ tới trường. Và tớ đã từng đi bộ, đúng không ạ? Tớ đã từng đi bộ khi mà tớ ở trường cấp 1. Nhưng mà bây giờ cái trường mới thì quá xa cho tớ đi bộ được. Đấy, nhưng là như vậy là xa quá không còn đi bộ được nữa. Ok, next one. How far is it from your house to here? À, như vậy đây là một câu hỏi đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu bằng từ how far. How far thì có nghĩa là gì đấy? À, xa bao nhiêu đúng không? Xa như thế nào đúng không? Như vậy câu này chính là câu cấu trúc chúng ta dùng để hỏi khoảng cách. À, cái khoảng cách từ nhà cậu tới đây, tức là tới trường là bao nhiêu? It's about 2 kilometers. À, nó khoảng 2 km thôi. How long does it take you? À, cũng là một câu hỏi mà chúng ta nên biết. Chúng ta có từ how long. How long có nghĩa là gì đấy? À, lâu, bao lâu đúng không? Dài bao lâu đúng không ạ? Như vậy trong trường hợp này thì câu hỏi này sẽ là câu hỏi về thời gian. Như vậy nó lấy của cậu bao nhiêu thời gian để đi được từ nhà cậu tới trường đấy? About 10 minutes. Sometimes when there are traffic jams, it takes longer. Ok, như vậy ở đây chúng ta có từ traffic jams là một từ mà chúng ta cần phải biết. Đấy là từ gì nhỉ? À, nghĩa của nó là tắc đường các bạn nhé. Như vậy thì thông thường thì nó sẽ là hết 10 phút. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà có tắc đường thì nó sẽ còn lâu hơn nữa cơ. Đấy, như vậy các bạn nhớ từ traffic jams của chúng ta là từ tắc đường nhé. Do you come by car every day? À, thế cậu có đi bằng xe ô tô hàng ngày không? Yes, except when my dad is busy, then I come by bike. À, như vậy ở đây chúng ta có một cái cụm đấy là except when và sau đấy sẽ là một mệnh đề. Thì các bạn nhớ chúng ta có từ except này có nghĩa là ngoại trừ khi. Có nghĩa là bình thường thì sẽ là như thế, ngoại trừ khi vấn đề gì đấy xảy ra. Đấy, như vậy nhớ nhá, sau đấy thì chúng ta thêm một mệnh đề thì chúng ta sẽ thêm từ when này vào. À, đúng rồi, bình thường tớ hay đi bằng xe ô tô nhưng trừ khi là bố tớ gì đấy, à bố tớ bận thì lúc đấy tớ sẽ tự đi bằng xe đạp, by bike, bằng xe đạp đúng không ạ? Ok. I see. Hey Mai, how about going cycling around the lake on Saturday? À, ở đây chúng ta có cycle, chắc hẳn các bạn còn nhớ đấy là cái động từ đằng trước cô vừa mới giới thiệu cho các bạn, đấy là đạp xe đạp. Thì bây giờ chúng ta có thể thêm vào thành lần go cycling cũng là đi đạp xe các bạn nhé. À, tớ hiểu rồi. Thế Mai này, hay là đúng không? Hay là chúng ta đi đạp xe đạp xung quanh cái hồ mà cậu nói ấy, vào sáng thứ bảy đi. Great idea. Can you come to my house at 3 p.m.? À, được đấy. Một ý kiến rất là hay. Cậu có thể tới nhà tớ vào lúc 3 giờ chiều được không? À, okay, Mai. I can't wait. See you then. Ok, như vậy ở đây chúng ta có I can't wait, cũng là một cái cụm mà các bạn sẽ thấy nó thường xuyên ở trong các cái đoạn hội thoại. Và ở trong trường hợp này thì nghĩa đen của nó sẽ là gì? Tớ không chờ được đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không hiểu cái cụm này theo cái kiểu nghĩa đen là bây giờ không chờ được nữa vì không có thời gian. Mà ở đây có nghĩa là gì? Tớ háo hức quá, tớ mong chờ đến nó quá, tớ háo hức quá đúng không ạ? Như vậy hãy nhớ sau này muốn thể hiện cái cảm xúc của mình rằng là mình rất là háo hức, mong đợi một cái việc gì đấy thì các bạn nhớ các bạn có cụm I can't wait các bạn nhá. Ok. Và cụm tiếp theo là cụm see you then. À, nó sẽ bằng với see you again của các bạn, tức là gặp lại sau nhé. Ok, very easy, right? And now we're going to check the vocabulary that we learned in the conversation. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những cái từ mới mà cô đã chỉ ra cho các bạn ở trong đoạn hội thoại này nhá. Stay at home, the first one. À, ở nhà đúng không? Chúng ta có cụm stay at home. Tiếp theo chúng ta có động từ cycle là đạp xe đạp các bạn nhé. Healthy là tính từ, nghĩa của nó là lành mạnh hay là tốt cho sức khỏe. By the way, à, là một cụm chúng ta rất hay dùng ở trong các đoạn hội thoại và nghĩa của nó là tiện thể cho tôi hỏi hay là tiện thể tôi cho rằng. Chúng ta sẽ dùng khi mà chúng ta muốn đưa ra một câu hỏi hay là một câu bình luận mà nó không liên quan đến cái phần hội thoại mà chúng ta vừa mới thực hiện ở đằng trước, được chưa ạ? Ok. On foot là một cụm, được chưa ạ? Và nghĩa của nó là đi bộ và thông thường chúng ta sẽ đi với từ go on foot có nghĩa là đi bộ các bạn nhé. Primary school là trường cấp 1 của các bạn. Traffic jam là tắc nghẽn giao thông, đúng không ạ?
Và chúng ta có một cái từ đấy là từ except, và nó sẽ dùng ở trong cái cấu trúc như thế này. Đấy là chúng ta sẽ viết một câu khẳng định như bình thường ở đằng trên này. Đấy, sau đấy chúng ta dùng except when, sau đấy cộng với một mệnh đề, có nghĩa là cái gì đấy xảy ra ngoại trừ khi nào. Cô có một câu ví dụ để cho các bạn rõ hơn. I often come by car except when my dad is busy. À, tớ thường đi bằng xe ô tô ngoại trừ khi bố tớ bận, đúng không ạ? Ok, rất là dễ đúng không? Chúng ta có cụm go cycling, chính là bằng với cycle, và nghĩa của nó là đạp xe đạp. I can't wait của các bạn ở đây có nghĩa là tôi háo hức quá, đúng không ạ? Dùng để thể hiện cái cảm xúc của mình. And see you then, gặp lại sau nhé. Như vậy, đây chính là nội dung của những cái từ mới mà chúng ta đã học ở trong phần conversation. And now, let's move on to some small exercises to check your understanding about the conversation. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một số các cái bài tập để xem thử là chúng ta đã hiểu được bao nhiêu phần trăm cái đoạn hội thoại này rồi nhá. Sau khi cô đã dịch cho các bạn thì chúng ta sẽ có một số các bài tập như sau. Let's check it out. Okay, so the first one. Choose the correct answer. À, như vậy bây giờ các bạn sẽ phải đọc câu hỏi và sau đấy chọn ra một đáp án đúng với câu hỏi đấy nhá. Firstly, what did Mai do yesterday afternoon? Mai thì đã làm gì vào chiều ngày hôm qua, đúng không? À, đáp án của chúng ta, đáp án thứ nhất. She stayed at home with her brother. B. She rode her bike around the lake. And C. She walked around the lake. Ok, như vậy chúng ta có 3 đáp án. Các bạn còn nhớ bạn Mai đã làm gì vào buổi chiều nhá, buổi chiều ngày hôm qua không nhỉ? À, sau khi bạn Oanh hỏi thì Mai đã nói là gì đấy? À, buổi sáng thì tớ ở nhà và chơi với em của tớ, còn buổi chiều thì tớ đạp xe quanh hồ, đúng không ạ? Như vậy ở đây thì người ta thay đổi một chút, đấy là người ta thay vì dùng từ cycle, được chưa ạ? Thì người ta lại đổi thành là rode her bike. Thì từ rode này chính là quá khứ của từ ride, được chưa ạ? Và ride her bike có nghĩa bằng với từ cycle các bạn nhé. Như vậy đáp án của chúng ta không thể là cái gì khác ngoại trừ B. Okay, so B is the correct. Okay. Two, Wayne says that it is healthy too. À, như vậy bạn Wayne thì nói rằng rất là lành mạnh để làm cái gì? Chúng ta có 3 đáp án. A, cycle. B, walk. And C, stay home. À, như vậy chúng ta để ý lại là chúng ta bắt gặp cái từ healthy này sau khi mà bạn Mai bạn ấy nói với bạn Oanh rằng là buổi chiều tớ đã đạp xe đi quanh hồ, đúng không ạ? À, như vậy có vẻ như bạn Oanh đang dùng cái healthy này để khen cho cái việc đấy là gì đấy? À, bạn Mai bạn ấy đã đạp xe đi quanh hồ. Chính vì vậy đáp án của chúng ta trong trường hợp này sẽ là A, cycle. Right, very good. Next one. Mai used to go to school. À, Mai đã từng tới trường. A, by car. B, on foot. And C, by bicycle. Ở đây chúng ta có từ bicycle của các bạn cũng chính là bằng với bike, được chưa? Như vậy chúng ta hãy cùng nhớ lại cái đoạn mà bạn Oanh hỏi bạn Mai là đến trường bằng cách nào. Thế thì bạn Mai nói là gì đấy nhỉ? Thông thường thì bố sẽ gì đấy? À, sẽ chở bạn ấy đến trường bằng xe ô tô, đúng không ạ? Ngoại trừ khi mà bố bận thôi. Thì những cái lúc mà bố bận thì bạn ấy sẽ đi bằng gì đấy? À, sẽ đi bằng xe đạp, đúng không? Ok, còn ngày xưa khi mà cái trường nó gần hơn thì bạn ấy đã từng đi bộ tới trường, đúng không ạ? Và đây chúng ta có từ used to, có nghĩa là đã từng, tức là ở trong quá khứ rồi. Vậy ở đây chính là đáp án của chúng ta là đi bộ. So, D is our correct answer. Number 4, Mai and Wayne agree to go cycling. À, hai bạn Mai và Wayne đã đồng ý là sẽ đi đạp xe cùng với nhau. A, tomorrow. B, every day. And C, at the weekend. À, các bạn còn nhớ cái thời điểm mà Mai và Oanh định là sẽ đi đạp xe quanh hồ là vào Saturday, đúng không ạ? Và hôm nay các bạn nhớ rằng hôm nay là thứ hai, cho nên chắc chắn không phải là tomorrow được, bởi vì thứ bảy và thứ hai cách nhau rất là xa. Every day các bạn ấy cũng không nói là hàng ngày chúng tôi sẽ đi. Vậy chúng ta thấy thứ bảy sẽ là vào cuối tuần, đúng không ạ? Cho nên đáp án C của chúng ta chính là đáp án chuẩn nhất ở trong cái trường hợp này. Okay, so C is the correct answer for question number 4, okay? Next, answer the following questions. À, chúng ta sang với bài tập thứ 2, và bài tập này sẽ là trả lời những câu hỏi dưới đây dựa vào cái thông tin mà chúng ta đã đọc. The first one, what did Mai do on Sunday morning? À, thế Mai đã làm gì nhỉ? Các bạn nhớ này, à, hôm nay là thứ 2, vậy Sunday morning chính là gì đấy? À, chính là yesterday morning, đúng không? Hôm nay là thứ hai, vậy chủ nhật chính là ngày hôm qua, và ngày hôm qua chính là yesterday. Như vậy các bạn còn nhớ Mai đã làm gì vào ngày hôm qua không? Sáng ngày hôm qua không?
À, bạn ấy bảo là buổi sáng thì bạn ấy ở nhà và chơi với em trai của bạn ấy đúng không ạ? So, she stayed at home and played with her brother. Okay. Two, how far is it from my house to school? À, chúng ta còn nhớ câu hỏi how far đúng không ạ? À, khoảng cách là bao nhiêu từ nhà cậu tới đây? Và đây ở đây chính là trường. Như vậy bạn ấy nói là bao nhiêu nhỉ? À, là 2 kilometer, right? So 2 kilometers. Okay, very good. Number 3. Who does Mai usually go to school with? À, thế Mai thường đến trường với ai? À, thì chúng ta thấy là Mai nói với Oanh là gì đấy? À, bố tôi thường gì? Lái xe đưa tôi tới trường đúng không ạ? Như vậy có nghĩa là Mai thường đi đến trường với cả bố của bạn ấy đúng không? So, she usually goes to school with her dad. Okay, very good. And number 4. Why does it sometimes take Mai longer to get to school? À, câu hỏi là why, tại sao? Tại sao thỉnh thoảng thì Mai cần nhiều thời gian hơn đúng không ạ? Take Mai longer ở đây chính là cần nhiều thời gian hơn để đi tới trường nhỉ? À, chúng ta lại nhớ đến một cái từ mới mà các bạn hẳn chắc là còn nhớ, đấy là cụm tắc nghẽn giao thông đúng không? Như vậy, vì là gì đây? Có tắc đường cho nên là gì đấy? Thỉnh thoảng thì bạn ấy đi quá hơn là gì đây? Thời gian là bạn ấy thường đi. Ok, so because sometimes there are traffic jams, right? And the last one, how does she go to school when her dad is busy? À, thế còn khi bố bận thì Mai sẽ đi đến trường bằng cách nào nhỉ? À, sẽ tự đi xe đạp đúng không ạ? So she goes to school by bike. Okay, so that's the end of our conversation part today. Hello guys, welcome back to my class on okthukhoa.vn. And now we continue our lesson today with some new vocabulary. And in the first part, we are going to learn some means of transport. Xin chào tất cả các em, cô rất là vui được gặp lại các bạn ở trong lớp của cô ở trên trang okthukhoa.vn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bài học với một số các cái từ mới. Và cái từ mới đầu tiên mà cô muốn giới thiệu cho các bạn đấy là về các phương tiện giao thông nhé. Okay, so I will introduce you guys to some means of transport through a small exercise, okay? Như vậy cô sẽ giới thiệu cho các bạn đến các cái phương tiện giao thông này thông qua một cái bài học nhỏ nhỏ, một cái bài tập nhỏ nhỏ nhé. Okay, so write the words using the first letter given. Okay, như vậy ở đây cô có một vài các cái bức ảnh về những cái phương tiện giao thông và cô đã có những cái từ với gợi ý đấy là gì đây nhỉ? À, là những chữ cái đầu tiên. Nhiệm vụ các bạn là phải hoàn thành cái từ này với dựa vào cái chữ cái đầu tiên và dựa vào cái bức ảnh này. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ cùng xem cô có các bức ảnh nào nhé. Let's check it out. Okay, so the first one. À, bức ảnh đầu tiên của cô là một gì đây nhỉ? À, một cái xe đạp đúng không ạ? Và các bạn hẳn còn nhớ xe đạp của chúng ta sẽ là a bike, right? Very good. Như vậy đây chính là hình ảnh của một gì đây ạ? À, một cái xe đạp. Second one, very familiar, right? Rất là quen thuộc với các bạn đúng không ạ? Đây chính là hình ảnh của một chiếc xe, một chiếc xe buýt của chúng ta đúng không ạ? Và xe buýt ở trong tiếng Anh cũng bắt đầu bằng chữ B và chúng ta có bus, right? Very good. Next one, đây là một chiếc máy bay đúng không ạ? Và máy bay này là mang thương hiệu Vietnam Airlines của chúng ta. Như vậy, máy bay thì nó sẽ bắt đầu bằng plane, plane. Và các bạn nhớ, máy bay chúng ta sẽ là plane, right? Okay, như vậy ở đây cô có 3 phương tiện đầu tiên. Xe đạp sẽ là bike, xe buýt sẽ là bus và máy bay sẽ là plane các bạn nhé. Okay, very good. Next. À, ở đây chúng ta có một cái thuyền đúng không ạ? Và mọi người đang di chuyển bằng cái thuyền này. Và đây là một cái hình thức di chuyển rất là quen thuộc ở miền Tây của Việt Nam các bạn nhé. Đấy, ok, thế thì di chuyển bằng thuyền thì các bạn còn nhớ thuyền là gì không? Bắt đầu bằng letter B ạ. It begins with letter B. Okay, so it is boat, right? Very good. Như vậy, thuyền đúng không? Boat. Next one. À, một con tàu rất là to lớn đúng không ạ? Và đây là con tàu mà sẽ đưa hành khách của chúng ta đi qua vượt biển, vượt đại dương đúng không? Và con tàu này thì chúng ta sẽ gọi là gì đây nhỉ? Ship, right. Như vậy các bạn nhớ, boat là con thuyền nhỏ giúp cho chúng ta đi qua sông. Còn ship là một cái con thuyền rất là lớn để vượt đại dương các bạn nhé. Ok, next one. À, đây cũng là một con tàu, nhưng tàu này là tàu hỏa, đúng không ạ? Tàu trên mặt đất và nó là tàu hỏa. Tàu hỏa là gì nhỉ? It begins with TR. À, chúng ta có train, right? Okay, train, very good. And next one. Rất là phổ biến ở trên các đường phố Việt Nam, đấy chính là xe máy. Và xe máy thì chúng ta có, bắt đầu bằng letter L, đúng không? Chúng ta có từ motorbike. Okay, motorbike, very good.
Và cuối cùng chúng ta có một hình ảnh một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp, đúng không? Chiếc xe ô tô của chúng ta. Và xe ô tô thì chắc hẳn là các bạn đã biết chúng ta có car, đúng không ạ? Như vậy, nhắc lại một lần nữa, chúng ta có boat, ship, train, motorbike and car, được chưa? Như vậy, qua bài tập này, các bạn đã biết thêm một số các cái phương tiện giao thông mà chúng ta có thể thường hay sử dụng. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là với các phương tiện giao thông này thì cái động từ mà người ta thường dùng sẽ là gì nhá? Okay, so let's move to another exercise and check it out. Okay, so match the verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer at a preposition when necessary. Okay, như vậy ở đây cô có một phương tiện giao thông mà chúng ta vừa mới học lúc nãy này. Ở đây cũng có a train, tàu hỏa đúng không? A boat, một con thuyền. A bus, một chiếc xe buýt. A bike, một cái xe đạp. A car, một cái ô tô, và a plane, một gì đấy ạ, một chiếc máy bay, đúng không? Và ở đây nhiệm vụ các bạn là gì? Chúng ta có 6 cái động từ ở bên này. Thì chúng ta sẽ phải tìm xem thử từ này thì thông thường nó sẽ được dùng với cái phương tiện giao thông này. Và có thể là sẽ có nhiều hơn một đáp án. Có nghĩa là có thể có một động từ có thể đi được với rất là nhiều các phương tiện giao thông chẳng hạn. Và có thể là chỉ mỗi những cái từ này thôi chưa đủ mà chúng ta có thể phải thêm vào các cái giới từ nữa nhá. Ok, vậy cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và xem đáp án của cái bài tập này nhá. Ok, so the first one, ride. Là lái đúng không? Lái ở đây thì thông thường cái từ ride này người ta sẽ dùng với xe đạp các bạn nhá. So, ride a bike. Ok, đây là một cái cụm rất là phổ biến. Các bạn hãy nhớ đi xe đạp chúng ta sẽ dùng từ ride. Drive, lái xe đúng không? Lái xe thì thông thường người ta sẽ dùng với lái xe ô tô đúng không ạ? Lái xe con. Như vậy ở đây chúng ta có drive a car, đúng không? Drive a car, ok, lái xe ô tô. Fly, fly là bay đúng không ạ? Và bay thì chúng ta chỉ có một phương tiện duy nhất mà chúng ta có thể bay được ở trên trời ở đây chính là máy bay đúng không? Cho nên chúng ta thường sẽ dùng fly a plane các bạn nhé, fly a plane. Chúng ta bay đúng không ạ? Tiếp chúng ta có từ sail, sail là chèo. Chèo thì đương nhiên chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một phương tiện mà chúng ta phải đi trên nước. Và ở đây thì con thuyền của chúng ta chính là cái phương tiện mà chúng ta có thể chèo, đúng không ạ? So, sail a boat. Vấn đề là chúng ta có dùng giới từ nào không? Thì các bạn nhớ là sail ở đây thì chúng ta bắt buộc phải thêm in và on nào nữa nhá. In hoặc là on, các bạn có thể có sail in a boat hoặc là sail on a boat. Được chưa? Như vậy các bạn nhớ đối với từ sail thì các bạn cần phải thêm giới từ vào. Và cuối cùng chúng ta có hai cụm động từ, đấy là get on và get off, được chưa? Các bạn nhớ get on có nghĩa là lên và get off có nghĩa là xuống. Vậy đối với các cụm động từ này thì nó sẽ thường dùng với này: get on or get off a train, lên tàu hoặc là xuống tàu. Get on or get off a bus, như vậy lên xe buýt hoặc là xuống xe buýt. Hoặc thậm chí người ta có thể dùng get on a bike hoặc là get off a bike cũng được các bạn nhé. Như vậy đây chính là cách dùng của một số các cái động từ thường đi kèm với các cái phương tiện giao thông. Hy vọng rằng sau bài tập này thì các bạn đã biết mô tả rằng là mình đi với phương tiện giao thông nào thì mình sẽ dùng động từ nào rồi. Ok, very good. And now we move to another exercise which is very interesting. Chúng ta sẽ cùng nhau sang đến một cái bài tập mới và bài tập này rất là thú vị. Okay, so in this exercise, we are going to explore road signs. Okay, trong bài tập này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các biển báo ở trên đường, được chưa? Ở trên bảng cô có một số các biển báo khá là quen thuộc và chúng ta hãy để ý xem là các biển báo này khác nhau như thế nào nhé. Ok, nếu như các bạn để ý thì chúng ta sẽ thấy này, ở biển báo đầu tiên nó sẽ là một cái biển báo có hình tam giác đúng không ạ? Có hình tam giác màu đỏ đúng không ạ? Ok, như vậy biển báo của chúng ta có hình tam giác. Ở hai biển báo tiếp theo thì nó là một cái biển báo mà có gì đấy? Có hình tròn màu đỏ và đồng thời có một cái gạch chéo ở giữa như thế này. Đấy, như vậy chúng ta có biển báo hình tròn màu đỏ và biển báo hình tam giác màu đỏ này. Ngoài ra thì ở dưới này đều là các biển báo có màu gì đây nhỉ? Có màu xanh đúng không? Và chữ trên nền chữ sẽ là màu trắng đúng không ạ? Như vậy đây là các biển báo màu xanh. Vậy các biển báo khác nhau về hình thù và về màu sắc như thế này thì nó cụ thể là sẽ báo cho chúng ta về vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng xem cái vấn đề này, chúng ta kiểm tra cái vấn đề này thông qua một cái bài tập nhỏ nhỏ nhé. Ok, so now let's do a small exercise to check it out, ok? Label the signs with the words or phrases below. Như vậy, các bạn hãy cho cô biết những cái biển báo này sẽ
nói cho chúng ta biết cái thông điệp gì. Và đây chính là những cái thông điệp và chúng ta phải sắp xếp nó vào đúng với cái biển báo nhé. No right turn. À, right của chúng ta là bên phải. Vậy no right turn của chúng ta chính là gì đấy? Không rẽ phải, đúng không? Cycling. À, cycling, cycle là đạp xe, từ mới của chúng ta đúng không ạ? Và các bạn có từ lane có nghĩa là làn đường. Như vậy đây chính là làn đường dành cho xe đạp. Parking. À, đậu xe đúng không? Chỗ đậu xe. No cycling. À, cycling là gì đấy? Đạp xe. Vậy bây giờ no có nghĩa là gì? Cấm không được đạp xe đúng không ạ? Traffic lights. À, biển báo giao thông, biển báo đèn giao thông đúng không? Ở đây chính là gì đấy? Chỗ này là chỗ có đèn giao thông. Hospital ahead. À, như vậy ở phía trước thì có gì đấy? Có bệnh viện đúng không ạ? No parking. À, không được đỗ xe ở đây. Và school ahead có nghĩa là à, phía trước thì có gì đấy? À, có trường học đúng không ạ? Ok, như vậy khi mà thông báo là ở phía trước có bệnh viện hay ở phía trước có trường học thì muốn mục đích là gì? Để cho những cái người lái xe có thể di chuyển chậm lại để mà gì đấy, tránh những cái chỗ đông người như thế này thì thông thường sẽ có người qua lại nhiều và tránh đi với tốc độ cao để có thể gây ra tai nạn. Ok, và bây giờ cô có một cái phần gợi ý nhỏ nhỏ cho các bạn trước khi chúng ta làm cái bài tập này nhá. Ok, so look out, a sign with a red triangle will warn you of something. À, như vậy cô sẽ giúp cho các bạn phân biệt được à, biển báo nào sẽ là đưa cho chúng ta biết cái thông điệp nào nhá. Như vậy đầu tiên, một cái biển báo mà có cái tam giác màu đỏ ấy thì sẽ cảnh ta một cái điều gì đấy. À, cảnh báo là ở phía trước của chúng ta có cái gì chẳng hạn này. Đấy, cảnh báo cho chúng ta. Signs with red circles are mostly prohibited. That means you can't do something. À, như vậy, những cái biển báo mà có cái vòng tròn màu đỏ các bạn nhá thì thông thường sẽ là biển cấm. Cấm có nghĩa là các bạn không được làm cái gì đấy. Ví dụ như ở đây chúng ta có no right turn, cấm không được rẽ phải. No cycling, cấm không được gì đấy. À, cấm không được đạp xe. No parking, cấm không được đỗ xe ở đây. Như vậy, các biển cấm này sẽ là các biển mà có cái hình tròn màu đỏ các bạn nhá. Signs in blue are usually to give information. À, những cái biển mà màu xanh da trời của chúng ta thì thông thường sẽ là chỉ đưa ra thông tin thôi. Ví dụ trên cái lộ trình đường đi của các bạn thì nó có các cái địa điểm nào thì ở đây người ta sẽ có cái biển này để đưa ra thông tin cho các bạn. Ok, như vậy cô hy vọng rằng với cái tip này của cô thì sau khi các bạn nghe thì các bạn có thể mường tượng ra được là bức tranh chỉ cái biển báo nào sẽ là mô tả cho chúng ta thông điệp nào nhá. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài tập này. Okay, so the first one, a red triangle, right? À, như vậy, chúng ta có một hình tam giác màu đỏ. Và đằng trong đấy thì các bạn nhìn thấy có ba màu rõ rệt, đấy là màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá. Như vậy, đây chính là thông điệp về gì đấy? À, cảnh báo cho chúng ta là phía trước có gì nhỉ? Có đèn giao thông, đúng không? So, traffic lights, đúng không ạ? That they get. Next one, a red circle. À, như vậy, cái này chúng ta thấy là có một cái hình tròn màu đỏ, cho nên đây sẽ là biển cấm. Và biển cấm ở đây thì cụ thể là cấm cái gì này thì các bạn nhìn thấy là nó gạch chéo ở cái chữ P của chúng ta. Và P chính là chữ cái đầu tiên của từ gì đấy? Parking đúng không ạ? Vậy các bạn có thể đoán đây là biển cấm gì đây? Cấm đỗ xe đúng không? Và chúng ta có no parking, right? Very good. Next one. Also a red circle. Cũng là một gì đây? Một cái hình tròn màu đỏ đúng không ạ? Và ở đây thì cái mũi tên của cái mà bị gạch chéo này, bị gạch này ở đây sẽ là gì đây? À, sẽ là đang hướng rẽ phải đúng không ạ? Cho nên ở đây chúng ta biết ngay đấy là biển cấm gì đây? Cấm rẽ phải. Và cấm rẽ phải của chúng ta sẽ là no right turn, right. Very good. Next one. À, biển màu xanh đúng không ạ? Signs in blue, right. Biển màu xanh da trời. Và ở đây thì các bạn thấy là trong cái biển màu xanh da trời này có một cái hình chữ thập màu đỏ. Và đây chính là tượng trưng cho bệnh viện đúng không? Và chắc chắn rằng biển này sẽ là cái biển thông báo cho chúng ta biết rằng là gì đấy. À, ở phía trước của chúng ta có bệnh viện. So, hospital ahead, right. Ok, như vậy đây chính là bệnh viện ở đằng trước. Tiếp theo chúng ta có một cái biển có màu xanh đúng không ạ? Và trên nền đấy thì chúng ta có một chữ thi màu trắng. Và ở đây chắc chắn là biển đưa cho chúng ta thông tin rằng là gì đây? Ở đây có chỗ đậu xe đúng không? Và đấy chính là parking, right. Ở đây tiếp theo chúng ta có một cái biển cũng màu xanh da trời. Và trong đấy thì có gì đây? À, có cái hình xe đạp đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng ngay đây chính là một cái biển thông báo cho chúng ta biết rằng làn đường này là làn đường dành cho xe đạp. Như vậy ở đây sẽ là gì đấy? Cycle lane, right. Ready, get. And to last one. À, ở đây, red triangle, right.
chúng ta có một cái biển báo có hình tam giác màu đỏ như thế này. Và trong cái hình tam giác đấy thì thấy là có hai bạn nhỏ đang dắt tay nhau đi qua đường đúng không ạ? Và khi mà có các bạn nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ gì đây? Liên tưởng đến đấy là hình ảnh của gì nhỉ? À, của trường học đúng không? Và biển này chính là biển mà cảnh báo cho tài xế biết rằng là ở phía trước có trường học, tức là rất là đông đúc với rất nhiều các bạn nhỏ, cho nên là hãy gì đấy ạ? Giảm tốc độ lại đúng không ạ? Để chúng ta tránh gây ra tai nạn. Như vậy ở đây sẽ là gì? School ahead đúng không ạ? Và biển cuối cùng là một biển cấm. Và cấm cụ thể ở đây chúng ta thấy có một cái xe đạp bị gạch ở đây, cho nên chúng ta biết rằng đây chính là biển cấm gì đấy? Cấm đạp xe đúng không? So, no cycling. Ok, như vậy trong phần từ vựng ngày hôm nay thì chúng ta đã biết thêm được này, các cái phương tiện giao thông này, chúng ta sẽ dùng các động từ nào với các phương tiện giao thông đấy và một số các cái biển báo ở trên đường, biển báo giao thông ở trên đường. Ok, như vậy cô hy vọng rằng sau bài tập này các bạn đã hiểu rõ thêm về luật giao thông của chúng ta nhé. Ok, so that's the end of our vocabulary part. After this part, I hope that you guys have known some more about means of transport and about road size. Ok, goodbye!